Harmony OS trên máy tính bảng Huawei sẽ giúp các bạn làm việc từ xa vô cùng đơn giản, đặc biệt là những buổi họp trực tuyến. Bạn có thể dễ dàng cài đặt những ứng dụng họp trực tuyến như Google Meet hay Zoom bằng cách mở kho ứng dụng App Gallery trên máy tính bảng, trên thanh tìm kiếm nhập ứng dụng Meet hay Zoom, cài đặt ứng dụng. Những ứng dụng phục vụ cho công việc như bộ Office cũng được hỗ trợ đầy đủ, bạn chỉ cần cài đặt tương tự như bước trên. Bạn có thể dễ dàng soạn thảo văn bản trên Word, sử dụng bảng tính với Excel hay trình chiếu với PowerPoint. Khi tham gia cuộc họp, bạn có thể dễ dàng sử dụng chế độ xem phân chia màn hình hoặc cửa sổ di động để vừa tham gia được cuộc họp, vừa có thể ghi chú nhanh chóng và thuận tiện. Kết hợp với những phụ kiện như bàn phím Huawei Smart Magnetic hay bút M-Pencil sẽ giúp hiệu quả công việc của bạn tăng lên đáng kể.